Ok, xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh chứng khoán Duy Quân 8668 Pro hoặc kênh Value Stock. Đây, và các bạn sẽ nhận được rất nhiều giá trị chia sẻ về phân tích chuyên sâu cổ phiếu. Thì trong cái series phân tích chuyên sâu cổ phiếu ở tại kỳ báo cáo tài chính quý 4 2022, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn và phân tích cho các bạn cổ phiếu HPG để đánh giá xem cái cổ phiếu này thì trong thời gian tới còn cái triển vọng cơ hội đầu tư nào không. Đây cũng là một trong những cổ phiếu mà rất hot trong thời gian qua. Kết thúc cái kỳ quý 4 năm 2022, tại kỳ báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt là 26.211 tỷ, giảm 42% so với cùng kỳ. Thì kết thúc năm 2022 thì đạt 142.770 tỷ, giảm 5% so với cùng kỳ của năm 2021. Biên lợi nhuận gộp thì âm 3,4%, cùng kỳ năm trước thì là dương 21%. Tính chung của cả năm 2022, cái mức biên lợi nhuận gộp này thì ghi nhận con số là đạt cái mức là 11,8%. Còn năm 2021 là đạt 27%. Như vậy chúng ta thấy là cái biên lợi nhuận gộp của cả năm 2021 tăng hơn rất là mạnh so với lại năm 2022. Và đặc biệt là so với cùng kỳ thì cái kỳ này là cái kỳ ghi nhận là tiếp tục là một kỳ kinh doanh lỗ, tức là kinh doanh dưới đáy vốn của HPG. Thì các loại doanh thu như doanh thu hoạt động tài chính cũng ghi nhận một mức tăng trưởng khá là mạnh khi tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Thì tính trung bình cả năm thì tăng 22%. Trong đó thì các loại chi phí như chi phí tài chính, chi phí lãi vay thì cũng ghi nhận cái mức tăng trưởng khá là mạnh. Chi phí tài chính thì tăng lên mức 41% so với cùng kỳ, chi phí lãi vay thì tăng tận 48%. Thì tính trung bình cả năm 2022 so với năm 2021 thì cái chi phí tài chính này tăng tận 88%, một con số là khá là lớn. Chi phí trong đó thì cái chi phí lãi vay thì tăng tính cả năm thì tăng 22% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng thì ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 0,7% so với kỳ quý 4 của 2021, và tính trung bình cả năm nay thì chi phí bán hàng tăng 26% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 33%, trung bình cả năm ghi nhận cái con số là giảm 23% so với lại năm 2021. Tổng kết lại, cái lợi nhuận sau thuế là âm 1.998 tỷ, cùng kỳ là dương 7.419 tỷ. Về lợi nhuận sau thuế tại kỳ quý 4 năm 2022 thì doanh nghiệp ghi nhận con số là âm 1.998 tỷ, và kỳ năm trước là đạt là 7.419 tỷ, tức là năm nay là một con số lỗ kỷ lục so với lại cùng kỳ của năm 2021. Và tổng kết cả năm 2022 thì đạt đến mức lợi nhuận là 8.444 tỷ, âm 75% so với lại cái mức là 34.520 tỷ của năm 2021. Như vậy là chúng ta thấy là năm nay HPG tại kỳ quý 4 này là một cái kết quả kinh doanh là không mấy khả quan. Nói chung là một kết quả kinh doanh khá là xấu khi mà doanh nghiệp thì ghi nhận một cái mức lỗ kỷ lục. Cái kỳ thứ hai liên tiếp là ghi nhận cái mức lỗ kỷ lục. Và đây cũng là một trong những cái kỳ kinh doanh mà bết bát nhất của HPG từ đầu cái năm thành lập đến nay. Tiếp theo về cơ cấu doanh thu thì doanh thu chủ yếu đến từ việc bán hàng là chính, còn cái mảng cung cấp dịch vụ và bán hoặc cho thuê bất động sản thì chiếm một tỷ trọng rất là nhỏ về doanh thu, chiếm đến 94,7% là về doanh thu, và chủ yếu là cái mảng thép mang lại. Trong đó các mảng khác như mảng nông nghiệp hoặc bất động sản thì chiếm một tỷ trọng rất là nhỏ. Nên là trong cái đề tài cũng như trong cái phân tích, chúng ta chủ yếu tập trung phân tích cái ngành thép và cái mảng thép của công ty là chính, còn các mảng khác chiếm tỷ trọng nhỏ thì chúng ta sẽ không tập trung chuyên sâu vào các cái mảng đó trong phân tích báo cáo này. Về doanh thu theo địa lý, mảng trong nước thì chiếm tỷ trọng rất cao, với năm nay có sự sụt giảm một chút so với lại cái kỳ quý 4 của năm 2021, nhưng mà nhìn chung là vẫn chiếm một cái tỷ lệ là tương đối lớn, khi mà doanh thu trong nước là 22 tỷ, trong nước ngoài chiếm có hơn 3,7 tỷ, tức là chưa đầy 4 tỷ về cái cơ cấu doanh thu. Như vậy doanh thu về mặt địa lý thì là chủ yếu là bán cái sản phẩm trong nước là chính. Rồi chúng ta tiếp tục đi sang các phần tiếp theo. Đây là cái số liệu chi tiết hàng năm và hàng quý của HPG. Thì liên tiếp cái doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ từ năm 2018 đến năm 2021 thì đạt đỉnh ở năm 2021 và có sụt giảm năm 2022. Lợi nhuận sau thuế cũng tương ứng, lợi nhuận sau thuế thì tăng mạnh năm 2021 khi đạt con số kỷ lục là 34.521 tỷ, và sau đó cũng sụt giảm của năm 2022. Là doanh nghiệp đạt một cái mức doanh thu kỷ lục và sau năm 2022 thì có tụt giảm, nhưng cái mức tụt giảm
ở một mức là 53,3% về thu giảm về doanh thu, nhưng mà lợi nhuận sau thuế lại tụt giảm 76% của năm 2022, tức là cái tốc độ giảm của cái lợi nhuận sau thuế này nó rất là mạnh so với lại tốc độ giảm của doanh thu. Chi tiết về từng quý, doanh nghiệp đạt đỉnh doanh thu tại kỳ quý 4 năm 2021 và ở kỳ quý 1 2022 là đạt đỉnh, bắt đầu dấu hiệu đi xuống từ quý 1 2022 và từ đó nay thì cái doanh thu liên tục sụt giảm. Và tại kỳ quý 4 vừa rồi thì doanh thu đạt có 26.212 tỷ, một cái mức mà khá là thấp so với các cái kỳ trước. Cái lợi nhuận thì cũng đạt đỉnh ở thời kỳ quý 3 2021. Đồng nghĩa việc là cái thời điểm mà doanh thu đạt đỉnh thì lợi nhuận cũng đạt đỉnh. Và từ đó thì lợi nhuận nó sụt giảm một cách nhanh chóng và ghi nhận hai cái quý liên tiếp là quý 3 2022 và quý 4 năm 2022 thì hai quý liên tiếp là tăng trưởng âm, tức là lợi nhuận âm. Đấy, ghi nhận mức lợi nhuận âm. Quý 3 là âm 1.786 tỷ và sang đến quý 4 là ghi nhận mức là âm 1.998 tỷ. Nên là hai cái quý này là liên tiếp âm gần 2.000 tỷ trong hai quý, quý 3 và quý 4 của năm 2022. Đây là một trong những bức tranh khá là xấu về kết quả kinh doanh của HPG trong thời điểm đó. So với thời kỳ đạt đỉnh thì doanh thu ở cái quý 1, quý liền kề giảm có 2% thôi. Nhưng mà lợi nhuận sau thuế là giảm tận 28% so với lại cái kỳ đạt đỉnh. Một mức giảm khá là mạnh, doanh thu giảm rất nhẹ nhưng mà lợi nhuận sau thuế lại giảm khá là mạnh. Nó cũng giống như các cổ khác chúng ta phân tích trong thời gian qua, ví dụ như ARV hoặc ví dụ như là các cổ thép khác trong cái nhóm ngành thép là cũng sự tương đồng về vấn đề sự tụt giảm của lợi nhuận như thế này. Cái tụt giảm lợi nhuận này đến từ đâu thì chúng ta đi đến các cái vấn đề sau đây. Thứ nhất chúng ta phải kể đến đó là vấn đề giá bán. Giá bán ở đây ở các thời kỳ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tức là thời kỳ quý 2 của năm 2022 cũng là cái thời kỳ mà giá bán bắt hồi phục lên và bắt đầu có xu hướng giảm dần. Nên là thời kỳ này cũng là một trong thời kỳ mà tất cả các cái thời điểm mà giá bán hồi phục lên sau giảm dần thì nó đều ghi nhận một cái mức độ sụt giảm tương ứng của biên lợi nhuận. Đấy, biên lợi nhuận gộp thì cũng giảm tương ứng sau khi đạt đỉnh và cũng là bắt đầu giảm theo. Thì ở đây chúng ta thấy là doanh thu chúng ta vừa lấy soi nó thời kỳ quý 4 năm 2021 thì doanh thu đạt đỉnh. Nhưng mà biên lợi nhuận gộp là đã đạt đỉnh từ thời điểm là quý 2 của năm 2021 và ngay tại sau quý 2 đó thì cái biên lợi nhuận gộp đã sụt giảm. Biên gộp thời điểm đạt đỉnh là 32,7% như sang cái thời điểm mà quý 3 chỉ còn là 30,7 thôi. Và sang đến thời điểm quý 4 khi mà đạt đỉnh doanh thu thì công ty lúc này cái biên lợi nhuận gộp chỉ còn 21,4%, tức là cái dấu hiệu của sự suy giảm này thì nó bắt đầu từ cái chỉ tiêu hiệu quả, đó là chỉ tiêu về biên lợi nhuận gộp. Doanh thu thì ở các quý này vẫn tăng trưởng, chúng ta nhìn thấy doanh thu nó vẫn tăng trưởng nhưng mà lợi nhuận sau thuế thì nó đã có yếu tố cái biên lợi nhuận gộp có cái dấu hiệu là giảm dần và cả cái biên lợi nhuận ròng cũng có dấu hiệu là giảm theo. Đây, chúng ta thấy là doanh thu ở đây cái cột màu xanh này chính là cột doanh thu, thì doanh thu vẫn tăng trưởng đều và đến thời điểm là gì, đến thời điểm quý 4 này và quý 1 này, tức là hai quý này thì doanh thu mới bắt đầu có hiện tượng là đạt đỉnh và đi xuống và giảm dần. Nhưng mà tại cái thời điểm là quý 3 này thì cái biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng nó đã có xu hướng thì giảm rồi, nó giảm trước một quý rồi. Nếu so với thời điểm đạt đỉnh thì là hai quý, còn bắt đầu giảm thì nó đã giảm trước một quý rồi. Như vậy là các cái chỉ tiêu hiệu quả như biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng thì có xu hướng là nó biến động trước một quý và nó giảm trước, thì đó cũng là một trong những dấu hiệu mà chúng ta khi chúng ta phân tích báo cáo tài chính hoặc các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để chúng ta có thể biết được, đoán được cái xu hướng tiếp theo của doanh nghiệp là như nào trong các cái kỳ tiếp theo đó. Không? Sang một cái phần sản lượng thì vậy bây giờ cái vấn đề, cái câu hỏi đặt ra đó là cái tốc độ giảm của lợi nhuận sau thuế thì nó giảm mạnh hơn rất nhiều so với tốc độ giảm của doanh thu. Như vậy thì nó giảm là do cái yếu tố nào? Chúng ta vừa phân tích yếu tố giá bán, đó là một nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ hai nữa thì chúng ta phải kể đến đó là cái sản lượng. Ở đây biểu đồ so sánh sản lượng của năm 2021 và năm 2022 thì trong 6 tháng đầu năm của năm 2021 sản lượng trung bình nó khoảng 700.000 tấn một năm. 6 tháng của đầu năm 2022 nó cũng xem tức là nó cũng đạt được khoảng 700.000 tấn một năm. Tức là về sản lượng của 6 tháng đầu năm của năm 2021 và so với năm 2022 thì nó không có sự sụt giảm, nó cũng tương đồng với lại cùng kỳ. Như vậy là vấn đề sụt giảm về doanh thu ở đây nó không phải là do vấn đề sản lượng mà nó ở trong các thời kỳ này nó chủ yếu là do vấn đề về giá bán. Tức là giá bán nó đã bị sụt giảm rất là nhiều, bị sụt giảm khá là nhiều trong cái thời kỳ 6 tháng đầu năm.
của 2022 so với 2021. Một cái yếu tố thứ hai đó là 6 tháng cuối năm của năm 2021 và so với năm 2022. Từ cái thời điểm mà tháng 7 đến tháng 12 năm 2021 thì cái mức ghi nhận mức sản lượng bình quân gần 800.000. Nhưng ở thời kỳ năm 2022 thì cái mức này nó khoảng độ dưới 600.000. Trung bình khoảng dưới 600.000 tấn một tháng. 6 tháng cuối năm 2022, yếu tố sản lượng tụt giảm khá là mạnh so với 6 tháng cuối năm của 2021. Thì chính cái điều này nó cũng làm cho các cái chỉ tiêu của doanh nghiệp nó thêm phần xấu đi, khi mà doanh thu sụt giảm một phần và lợi nhuận sau thuế thì nó lại tụt giảm mạnh hơn. Và đặc biệt là các cái quý cuối năm là ghi nhận mức tăng trưởng âm, tức là lợi nhuận âm, không phải tăng trưởng âm nữa mà lỗ. Đấy, ghi nhận mức lợi nhuận âm. Thế là các chỉ tiêu khác thì cũng tương tự như vậy. Ở thời kỳ quý 2, đây là chúng ta thời kỳ quý 2, quý 3, quý 4 là ba cái quý cuối năm này, là một con số là khá là xấu, khi mà tất cả các chỉ tiêu hiệu quả nó cắm dốc như này và nó chui xuống cả dưới không, cũng không, tức là lỗ. Đấy, chúng ta thấy này, như vậy là chúng ta vừa xoay, chúng ta thấy các nguyên nhân dẫn đến vấn đề là sụt giảm của lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát. Cái tốc độ giảm của lợi nhuận sau thuế Hòa Phát rất là mạnh so với lại doanh thu, đó bao gồm một là sự sụt giảm về sản lượng ở 6 tháng cuối năm, và cái thứ hai nữa là sự tụt giảm về giá bán, dẫn đến là doanh nghiệp bán hàng dưới giá vốn. Mà hai quý hiện tại, hai quý đó là quý 3 và quý 4, là hai quý liên tiếp là bán hàng dưới giá vốn, dẫn đến là cái lợi nhuận âm, ghi nhận mức lỗ kỷ lục của hai quý này. Một quý này lỗ gần 1.800 và một quý là lỗ gần 2.000 tỷ. Quý 4 vừa rồi lỗ kỷ lục gần 2.000 tỷ. Từ khi thành lập đến bây giờ là Phát ghi nhận cái số lỗ kỷ lục như vậy. Tiếp theo chúng ta phải kể đến vấn đề nữa, đó là cái vấn đề chi phí. Thì chúng ta nhìn cái bảng cơ cấu chi phí của doanh nghiệp, nó trong đó có hai phần, một là doanh thu hoạt động tài chính, và hai cái phần thứ hai là đó phần chi phí hoạt động tài chính. Về phần chi phí hoạt động tài chính tăng 41% so với cùng kỳ quý 4 của năm 2021, chi phí lãi vay tăng rất là mạnh, tăng tận 48% so với cùng kỳ. Còn các cái khoản chênh lệch lãi lỗ tỷ giá vân vân thì chúng ta thấy là ghi nhận vẫn ở mức là chênh lệch dương. Ta lấy con số delta ở phần này là lãi của tỷ giá, trên này là 969, là cái phần đã thực hiện, còn phần chưa thực hiện đấy, chỗ này cộng với nhau nó rơi vào khoảng độ 1.100 mà trừ đi cái phần dưới này khoảng độ 800 717, cộng với lại chỗ này là 739 thì nó rơi vào khoảng vẫn còn 300, tức là dương 300 phần chênh lệch tỷ giá, lãi lỗ của phần chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. Như vậy là về phần chi phí tài chính thì HPG nó khác với cái doanh nghiệp khác, bởi vì cái cơ cấu sản phẩm của HPG chủ yếu là có hoạt động là doanh thu trong nước là chính, chứ nó ít chịu ảnh hưởng như NKG hoặc HSG là chiếm tỷ trọng cao về vấn đề xuất khẩu, nên là HPG này ít chịu ảnh hưởng của vấn đề là biến động ngoại tệ hơn các cổ phiếu kia. Nhưng chi phí lãi vay của HPG này tăng rất là mạnh so với cùng kỳ, tổng về nợ vay ngắn hạn và dài hạn của HPG đạt đỉnh là thời kỳ quý 2 2022 và hiện tại là xu hướng giảm dần. Nhưng mà nhìn chung cái mức trung bình thì rơi đâu đó nó khoảng độ gần 60.000, nó khoảng độ 56.000 tỷ. Như vậy là cái tổng cái nợ vay nó không tăng, tăng duy nhất là kỳ quý 2, còn gần như các quý này nó xem hao nhau, nó không tăng. Nhưng chúng ta để ý, chúng ta thấy là gì, cái chi phí lãi vay nó lại tăng rất mạnh từ thời kỳ quý 1 đến cái thời kỳ quý 4 vừa rồi, nó ghi nhận con số kỷ lục là chi phí lãi vay lên đến 933 tỷ ở một quý kỷ lục, và vẫn tăng trưởng rất là dốc, rất mạnh. Thì điều đó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là công ty đã phải vay một cái lãi suất cao hơn so với lại cái cùng kỳ trước đó, bởi vì tổng các khoản vay, khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn không thay đổi, nhưng mà cái chi phí lãi vay này tăng mạnh, thì chứng tỏ cái lãi suất vay trong cái kỳ này đó là tăng khá là mạnh. Thì đó cũng là một trong vấn đề quan ngại về cổ phiếu HPG trong cái thời điểm này, khi mà lãi suất nó càng ngày nó càng tăng. Rồi tiếp theo chúng ta đến các chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Thì hiện tại hai khoản chi phí này trong tổng cơ cấu của doanh thu nó tăng trưởng khá là mạnh, chi phí tài chính tăng trưởng và chiếm tỷ trọng đến hơn 6,5%. Chi phí quản lý bán hàng thì chiếm tỷ trọng là hơn 4,1%. Như vậy là trong cái bối cảnh hiện tại doanh thu sụt giảm, giá bán sụt giảm, nhưng mà các loại chi phí thì lại không hề giảm, và so với doanh thu thì chiếm tỷ trọng cao ở doanh thu. Rồi qua một loạt các phân tích vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là doanh thu thì đạt đỉnh vào thời kỳ quý 4 2021 và sau đó giảm dần. Lợi nhuận sau thuế đạt đỉnh cũng thời kỳ quý 3 2021 và sau đó giảm dần. Nhưng tốc độ giảm của lợi nhuận sau thuế thì nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ giảm của doanh thu. Thì chúng ta đã chỉ ra các vấn đề. Thứ nhất đó là do giá bán giảm. Thứ hai đó là do sản lượng của 6 tháng cuối năm giảm hơn nhiều so với lại 6 tháng cuối năm của năm 2021.
Và thứ ba, chúng ta đã chỉ ra được là yếu tố là doanh nghiệp đã phải chịu các lãi suất vay cao hơn so với lại các cái kỳ năm trước, cụ thể là từ thời điểm là quý 2 năm 2022 thì doanh nghiệp đã phải chịu những cái gói vay với lãi suất cao hơn rất nhiều so với thời điểm kỳ trước, thì dẫn đến là các khoản chi phí lãi vay tăng mạnh. Cái thứ ba nữa là trong khi doanh thu thì sụt giảm, lợi nhuận sau thuế thì sụt giảm, nhưng mà các loại chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn chiếm một tỷ trọng rất cao và ngày càng tăng trong cái tỷ trọng của doanh thu, dẫn đến là tốc độ giảm của lợi nhuận sau thuế giảm hơn và mạnh hơn, nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ giảm của doanh thu. Vậy chúng ta đã phân tích và chỉ ra các cái tồn tại trong báo cáo tài chính quý 4 của HPG. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có đầu tư được HPG nữa hay không, và cổ phiếu này còn tiềm năng triển vọng gì trong thời gian tới. Đầu tiên chúng ta đi đến phần thứ nhất, đó là phần cơ hội. Thứ nhất, HRC đã tạo đáy và phục hồi tăng lại, giá than tạo đỉnh và giảm mạnh. Thì đây là cái điều mà chúng ta cũng rất đáng quan tâm khi HRC liên tục tăng trong năm vừa qua. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì HRC đã chính thức là tạo đáy và đi lên lại. Đồng thời cái giá nguyên liệu đầu vào đối với lại HPG đó là than và điện. Than thì đã đạt đỉnh, có thời điểm đạt đỉnh lên cao nhất là hơn 450 đô USD trên một tấn và bây giờ đã giảm xuống khoảng 50% so với thời kỳ đạt đỉnh. Về giá HRC thì cũng tạo đáy và đi lên lại. Cái yếu tố thứ hai đó là tỷ giá USD trên Việt Nam đồng đã hạ nhiệt và lãi suất có xuống chững và giảm dần. Tỷ giá USD trên Việt Nam đồng đã tạo đỉnh ở cái thời điểm nó rơi vào gần 25.000 USD trên một Việt Nam đồng. Từ thời điểm đó đến nay cái tỷ giá này liên tiếp rơi và hiện tại nó loanh quanh khoảng 23.000. Đó là cái yếu tố thứ hai, đó là cái tỷ giá USD trên Việt Nam đồng đã hạ nhiệt và lãi suất có xu hướng chững và giảm dần. Thì lãi suất này theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước thời điểm hôm nay là ngày 14 tháng 2, cái lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đã được một loạt các ngân hàng giảm xuống, ví dụ như Agribank, Vietcombank giảm lãi suất huy động. Thì hiện tại cái lãi suất huy động bây đã giảm xuống kỳ 12 tháng còn 7,4% thôi. Thì cái thời điểm trước đó thì chúng ta vẫn ghi nhận cái mức này nó khoảng độ hơn 8% ở một số ngân hàng. Cái lãi suất huy động này giảm thì nó sẽ tác động rất lớn đến HPG, bởi vì trong cái báo cáo vừa qua chúng ta phân tích, chúng ta đã chỉ ra được là HPG là cái chi phí tài chính của HPG tăng rất mạnh, trong đó là cụ thể là cái chi phí lãi vay. Và trong cái chi phí lãi vay đấy nó do ảnh hưởng bởi vì cái lãi suất vay. Đây, lãi suất vay tăng rất mạnh từ thời điểm quý 2 đến cái thời điểm quý 4 là do chính là cái lãi suất vay, bởi vì tổng các gói vay của HPG không đổi. Thì đây là một trong yếu tố mà khá quan trọng, tức là cái lãi suất liên quan đến lại các chi phí tài chính của HPG. Cái thứ ba nữa là HPG đã khởi động lại các lò cao. Sau 2 tháng thông báo dừng 4 lò cao mang tính sống còn, thì Hòa Phát đã khởi động lại một lò cao từ cuối tháng 12 năm 2022. Như vậy là đã có 1 trên 4 lò cao mà HPG đã khởi động lại. Điều này cũng có phần làm tăng cái doanh thu của HPG trong tương lai, tăng cái sản lượng cung cấp cho thị trường và cũng góp phần làm cải thiện các hiệu quả hoạt động của công ty trong thời gian tới. Tiếp theo, cái thứ tư là cái tồn kho thép đang ở mức thấp. Về tồn kho, HPG đạt đỉnh tại thời điểm quý 2 2022 khi cái mức tồn kho đến đỉnh điểm là 57.554 tỷ, và từ đó đến nay số tồn kho đã giảm mạnh và giảm rất nhiều. Hiện tại số tồn kho nó còn khoảng 34.491 tỷ ghi nhận ở thời kỳ 4 năm 2022, và số này so với lại trung bình của năm 2021 đã giảm rất nhiều. Và nếu so với lại cái số cái kỳ tạo đỉnh, tức là kỳ quý 2 2022, thì cái kỳ này của HPG đã tụt giảm khá là mạnh. Và hiện tại bây giờ cái mức này nó chỉ tương đương và cao hơn một chút so với lại cái mức trung bình của cái thời kỳ là quý 4 hoặc là quý 1 của năm 2021, chỉ cao hơn một chút. Đấy, nó tương đương với thời điểm là gần bằng thời điểm quý 2 2021. Tức là cái tồn kho của cái nhóm ngành thép này nó đã giảm khá là nhiều so với thời kỳ cao điểm. Thì đây cũng là một trong những yếu tố mà có thể thúc đẩy các hoạt động sản xuất trở lại và các hoạt động bán hàng trở lại để đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như phân phối sản phẩm ra thị trường đối với doanh nghiệp HPG. Cái mục số 5 đó là giá bán trong nước thời gian gần đây tăng liên tiếp, các doanh nghiệp bán hàng nhỏ giọt. Các doanh nghiệp ngành thép thì liên tiếp trong thời gian gần đây là có những cái thông báo tăng giá, và hầu hết cứ cách 1-2 ngày thì chúng ta lại nhận được cái thông báo tăng giá của ngành thép, thậm chí cứ vài hôm là chúng ta có một cái thông báo tăng giá của ngành thép. Ví dụ như này, đây là một trong những thông báo tăng giá ngày hôm nay ngày 14 tháng 2 2022, thì tất cả các loại thép, thép đen, thép mạ nhúng nóng, rồi thép mạ kẽm vân vân đều có mức tăng trưởng 200 đồng trên 1 kg, và thời gian áp dụng là 16 đến 2, và gần như là tháng nào tuần nào chúng ta cũng nhìn thấy cái báo cáo tăng giá của ngành thép trong thời gian gần đây. Thì đây cũng là một trong những vấn đề mà rất tốt cho đối với các cái doanh nghiệp ngành thép, khi mà trong cái kỳ năm ngoái các doanh nghiệp ngành thép là bán hàng gần như là dư ra vốn,
và nó không đủ bù đắp được cái chi phí, nhưng gần đây này giá bán trong nước đã bắt đầu tăng mạnh trở lại rồi và doanh nghiệp có xu hướng là bán nhỏ giọt do là các cái đại lý phân phối rồi các kênh phân phối là có xu hướng găm hàng để đẩy giá. Cái thứ sáu nữa là nền kinh tế phục hồi tăng trưởng trở lại và Trung Quốc đã chính thức mở cửa, chính phủ các nước là thúc đẩy sản xuất thông qua đầu tư công và bơm tiền thông qua đầu tư công. Qua đây chúng ta đã phân tích và chúng ta đã lốt lại các cơ hội đầu tư cổ phiếu HPG. Cơ hội thì rất là nhiều nhưng mà bên cạnh những cơ hội thì luôn luôn là đẩy áp các thách thức. Vậy các thách thức đó là gì thì chúng ta đi đến các thách thức như sau. Thứ nhất là cái chi phí tài chính tăng cao, cụ thể là chi phí lãi vay tăng cao do lãi suất vay tăng mạnh. Thì vừa rồi chúng ta đã chỉ ra là cái chi phí tài chính của HPG là do doanh nghiệp đã phải chịu các cái khoản vay lãi suất cao hơn bởi vì tổng giá trị khoản vay không đổi, tổng cái khoản ngắn hạn và dài hạn của HPG không đổi mà cái chi phí lãi vay lại tăng mạnh, do đó là có thể khẳng định một điều là doanh nghiệp đã phải vay với mức lãi suất cao hơn. Nhưng hiện nay thì lãi suất nó cũng xuống giảm dần nên là cái này có thể là nó sẽ được cải thiện trong tương lai và HPG sẽ có thể là được hưởng lợi dần bởi vì cái lãi suất có xu hướng là ổn định và giảm dần. Cái thứ hai là cái giá đầu vào vẫn ở mức cao. Thì giá đầu vào đối với sản xuất thép bao gồm có than cốc HRC và cái giá điện. Thì nếu trong quá trình luyện thì chúng ta để ý quan tâm hai cái là cái giá điện và giá than là chiếm tỷ trọng rất là cao trong cái chi phí, trong cái nguyên liệu đầu vào. Thì hiện tại cái giá than đã giảm mạnh nhưng mà so với nền 2021 thì vẫn rất là cao. Giá than hiện tại bây giờ so với thời kỳ tạo đỉnh nó hơn 450 nhưng mà bây giờ nó còn 221, tức là nó giảm khoảng hơn 50% so với thời kỳ tạo đỉnh. Nhưng mà nhìn chung 221 so với lại cái mặt bằng của năm 2020 và 2021 thì nó vẫn là một cái mức khá là cao, khi mà mặt bằng ở đây thì nó loanh quanh ngưỡng khoảng độ 50 đến 100, nhưng mà hiện tại bây giờ vẫn ở hơn 200. Giá than mặc dù đã giảm nhưng mà vẫn đang ở mức khá là cao so với lại cái nền giá của năm 2020-2021. Cái thứ hai là cái giá điện có xu hướng tăng. Thì giá điện vừa rồi có cái quyết định ban hành ngày 3 tháng 2, cái khung giá điện bán lẻ bình quân đã tăng lên tối thiểu là 1.826, cái mức tối đa là 2.449 đồng trên 1 kW. Trong thời gian tới khi mà cái giá điện này được điều chỉnh thì cũng ảnh hưởng một phần đến cái giá bán, đến cái giá thành sản xuất của HPG. Do đó là doanh nghiệp khả năng phải điều chỉnh để bù vào giá bán. Và cái thứ tư nữa, một trong những cái thách thức nữa của HPG đó là HPG còn 3 lò cao chưa khởi động lại. Do điều đó thì có thể thấy là nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái yếu tố sản lượng doanh thu cũng như là lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm 2023. Khi mà năm 2022 hoặc 2021 thì doanh nghiệp hưởng cái thiên thời địa lợi của đó là sản lượng cao, đó là hoạt động full lò full công suất, đó là giá bán rất là cao, biên lợi nhuận rất cao. Nhưng mà đến năm nay chúng ta thấy là doanh thu sẽ bị ảnh hưởng bởi vì các lò cao chưa hoạt động hết, doanh nghiệp chưa hoạt động full công suất hết, đúng không? Giá bán mặc dù đã tăng nhưng mà vẫn chưa thể bù đắp được các cái yếu tố khác mang về. Giá bán đã tăng lại nhưng mà so với nền giá của năm 2021 thì còn thấp hơn rất là nhiều. Và Trung Quốc mở cửa để thúc đẩy các sản xuất không cấm nữa, dẫn đến là các cái lệnh hạn chế về cấm xuất khẩu sẽ bị gỡ bỏ trong thời gian tới. Và thép Trung Quốc nguồn cung nó sẽ dồi dào thì đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng một phần đến cái hoạt động của HPG cũng như là ảnh hưởng đến thị trường, ảnh hưởng đến các yếu tố tăng giá, có rất nhiều yếu tố. Như vậy là chúng ta đã trải qua, chúng ta đã phân tích được báo cáo tài chính của HPG, chỉ ra các luận điểm, các khó khăn tồn tại cũng như là các cơ hội đầu tư của HPG trong thời gian tới. Về cái phần định giá và khuyến nghị thì điều này đã được phân tích nốt ở trong Zoom khách hàng, thì điều này thì dành riêng cho Zoom khách hàng, Zoom VIP. Nếu anh chị quan tâm thì có thể liên hệ với lại admin hoặc các bạn để được ép vào Zoom tư vấn và trải nghiệm. Còn nhìn về kỹ thuật thì chúng ta thấy là HPG đã có một quá trình tạo đỉnh ở thời điểm là 44, tức là thời điểm của kỳ năm trước, và hiện tại thì đã xuống các vùng giá là 12 là vùng giá thấp nhất, có một nhịp hồi. Giá hiện tại đang đóng ở thời điểm ngày hôm nay, HPG vẫn có thể có cơ hội để trở lại cái mức giá khoảng độ xấp xỉ 30.000, từ 26 đến 28.000 đồng như một cổ phiếu vào năm nay, cái năm 2023. Tuy nhiên để mà chúng ta sở hữu, chúng ta mua thì chúng ta phải canh cái nền tích lũy hoặc cái nền giá tốt thì chúng ta tham gia. Giá càng chiết khấu thì chúng ta càng có cái giá tốt so với lại cái target của năm nay. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, thấy bổ ích cho mình, comment, một like và đăng ký kênh để cập nhật các báo cáo sớm nhất trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.